Xin chào toàn thể mọi người. Thì trong clip này em giới thiệu tới mọi người một con vàng của TD nhé, hàng trưng bày tại cửa hàng các bác nhé. Đây, con này mã của nó là T9 Luxury này. Con này mà thời điểm ra mắt của nó rất là nổi đấy, được rất nhiều các bác tin dùng luôn đấy. Con này thì mua mới của nó thì giá tầm 3,5 triệu hơn các bác nhé. Mà hôm nay duy nhất một con thôi, em để cho các bác giá ưu đãi là 2,5 triệu bao ship, tặng đầy đủ dây rắc cho các bác. Đó. Con này thì đây, anten đầy đủ dây nguồn của nó đây, và tặng kèm cả dây rắc cho các bác luôn nhé, để các bác đấu nối một cặp sợi Canon. Thì con này này vẫn, các bác xem thì vẫn còn nguyên cái túi bóng chưa bọc đấy, lột ra đấy như mới luôn đó. Hoạt động bình thường các bác nhé. Được cái là mã cào thì cào rồi, nhưng mà vẫn còn nguyên tem bảo hành các bác nhé. Đây này, các bác xem này, đây đấy, vẫn nguyên tem bảo hành của TD các nhá. Các bác hoàn toàn yên tâm mà sử dụng nhá. Đây, đây logo TD dập nổi đây. Con này thì rất nhiều các bác đã mua rồi đấy, nên là chất âm của nó đã được khẳng định rồi, rất là hay, vàng nhạy, ok, đầy đủ reverb. Con này thì có cả bluetooth này, cổng quang này, đấy, cổng Koshiwa này, đấy. Các jack đầu vào là AUX1, AUX2 nữa này, là đều là jack hoa sen. Đó. Đây các bác xem này, các chân jack đều được mạ vàng nhá. Nhìn rất là xịn xò luôn. Đó. Cái đầu ra thì bằng Canon. Đấy, các chân của nó thì cũng là mạ vàng luôn. Đấy, đầy đủ là MR, ML out này, SRSL out này và súp này. Đấy. Chỉnh tần số của súp và chỉnh volume của súp. Đó. Đó. Con này rất là hay. Dì vợt của nó rất là hay luôn. Đấy, hoạt động bình thường nhá. Đấy, hoạt động. Đấy. Đấy, công tắc đặt phía trước này, tiện lợi. T9 Luxury. Chip số này, xử lý 48 bit DSB. Nhấn chọn input ở đây nhé các bác nhá. Đây. Đấy. Đấy. Tích hợp cả nâng tiếng này, exciter này các bác này. Đó. Và có cả chống hú nhá, con này chống hú khá tốt. Đó. Đấy, chống hú ở đây. Em cắm luôn cho các bác xem. Đó, đợi, ok. Đấy. Đó. Hoạt động ok các bác nhá. Rồi, mà giá thì rất là rẻ nhé, rẻ hơn hàng mới rất nhiều, là các bác mua mới rất là đắt đấy. Mà nó đấy. Giá thì có 2,5 triệu đấy, một con hàng trưng bày đầy đủ cả vỏ hộp luôn đấy. Dây nguồn đầy đủ, chất âm đã được khẳng định. Rồi, bác nào mà nhanh tay thì liên hệ với em nhé, không một con duy nhất thôi, cứ nhắn vào Zalo cho em 0335273331. Em để lại một con duy nhất cho các bác thôi. Đó. Bạn nào nhanh tay thì chốt luôn nhá. Rồi, xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo nhé.